Phần thứ 23, ước mơ học giỏi toán. Buổi lễ đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ sâu sắc mới mẻ. Mình phải làm gì để xứng đáng với sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của bác? Trước đây, tôi chỉ nghĩ mình phải học thế nào để khỏi hổ thẹn với các bạn, để các bạn khỏi khinh mình. Nhưng giờ phút này, tôi mới thấy bác thường huy hiệu cho tôi, tức là bác đang an ủi, động viên, khích lệ tôi. Nếu học tập tu dưỡng tốt, tôi hoàn toàn có quyền mơ đến một ngày mai đầy tương lai tươi sáng bằng chính con tim, khối óc và đôi bàn chân còn lại của mình. Bước vào lớp 7, tôi được thầy Trần Ngọc Châu dạy toán và làm chủ nhiệm. Thầy có thói quen nếu cứ đến giờ sinh hoạt lớp lại kể hoặc đọc cho chúng tôi nghe tiểu sử các nhà toán học thế giới. Tôi vô cùng ấn tượng khi thầy kể về ông Paul Terra-Igin, dù mù hai mắt chỉ tự học thôi đã trở thành nhà toán học hiện đại nổi tiếng xứ Bạch Dương, tức là nước Nga. Tự dưng trong tôi bỗng bừng sáng ước mơ sẽ học giỏi môn toán theo gương ông. Những năm học cấp 1, tôi học toán rất dở. Một thầy giáo nói, thầy không hiểu sao các môn khác ý học tốt mà riêng môn toán thì lại thường thế. Chính tôi cũng khó trả lời được câu hỏi đó. Nếu bảo tôi vì không chăm mà rốt thì có lẽ không đúng. Hơn hẳn các môn học khác, tôi đã mất thời gian khá nhiều để học toán. Mọi công thức, quy tắc tôi đều học thuộc lòng như cháo. Thế mà đi đẹp mãi, tôi vẫn không thể nào ngoi lên được. Mãi đến lớp 4, những con tính nhân chia 2, 3 con số, tôi vẫn ít khi làm đúng. Có những bài toán, kết giải đúng, nhưng đáp số lại sai. Lần thi tốt nghiệp hết cấp 1, tôi suýt trượt cũng chỉ vì cái tính hay nhầm lẫn ấy. Tôi đã nhận ra mình làm toán hay sai chính vì viết con số không được rõ ràng. Con số 6 có khi viết thành số 0. Số 5 có khi viết thành số 3. Khi làm những phép tính nhân chia phức tạp 3-4 con số, tôi thường vì thế mà nhầm lẫn. Chiến dịch tấn công đầu tiên của tôi là tập viết lại cho thật rõ ràng tất cả những con số từ 0 đến 9. Sau đó, tôi tập làm rất nhiều các phép tính nhân chia cộng trừ thật lớn, có thử đi thử lại kỹ lưỡng. Sau một thời gian tập luyện, tôi đã tiến đến học tương đối khá môn toán và hy vọng có thể vươn lên hơn nữa. Không ngờ, khi học lên lớp 6 rồi lớp 7, một loạt khó khăn mới lại đến với tôi. Môn toán không đơn thuần chỉ là số học nữa, nó đã thêm bộ môn hình học và đại số. Đáng ngại nhất là hình học. Song chính hình học lại là môn tôi thích thú nhất. Nói đến hình học là phải nói đến hình vẽ. Vẽ hình có tốt thì bài giải mới tốt được. Với đôi chân, chỉ cần cặp kích thước kẻ một đường thẳng cũng khó. Huống hồ phải vẽ những đường ngang dọc lắt léo, đòi hỏi thật chính xác. Công việc của tôi là phải tập giữ thước thế nào cho chắc khi đặt xuống giấy. Các bạn có thể dang rộng hai ngón tay đè thước lên dễ dàng, còn tôi chỉ dùng được ngón cái chân trái để giữ. Nên khi đưa bút kẻ, thước thường bị chệch. Thế là bỗng chốc đường thẳng hóa thành đường gấp khúc. Nhiều lần, chiếc hình cứ gần vẽ xong lại phải bỏ đi, vẽ lại. Có hình vẽ tới 5-7 lần vẫn chưa được. Thế mất thời gian, lại tốn giấy hao công, tôi nghĩ ra cách vẽ hình không cần thước. Lúc đầu vẽ bằng bút mực, nét hình run run, nhiều khi mất chính xác. Về sau tôi bỏ bút mực, dùng bút chì. Khi vẽ có bị hỏng, tôi tẩy đi vẽ lại. Cách vẽ này giúp tôi vẽ được những hình tương đối chính xác, khi giải bài tập khỏi phải nhờ các bạn vẽ hộ. Nhưng chưa thể thỏa mãn với kết quả đó được, tôi suy nghĩ phải tìm cách vẽ bằng được những hình đẹp như các bạn. Nghĩa là tôi phải tập để có thể dùng thước và bút mực khi vẽ.
tôi chuyển sang tập giữ thước kẻ bằng gót chân trái. Khi vẽ, thước không bị xê xích như trước nữa. Nhưng một khó khăn mới lại xảy ra, chiếc thước quá nhỏ bản nên gót chân thường che khuất cả hình. Thành ra tôi toàn phải kẻ phóng vì không nhìn rõ gì cả. Kết quả, có những đoạn thẳng cần ngắn thì lại kẻ dài, có những đoạn cần dài lại kẻ quá ngắn. Thậm chí có khi muốn vẽ đường thẳng lại ngoặc luôn cả hình gót chân vào và vào bài thành hình vòng cung. Khắc phục bằng cách nào đây? Thao thức mãi, tôi mới nghĩ ra cách làm một cái thước thật rộng bản, có chuôi cắm ở bên trên. Bây giờ tôi không tỉ thước bằng gót chân nữa. Tôi dùng ngay ngón chân trỏ và ngón cái cặp lấy chuôi, ấn thật chắc xuống giấy. Với sáng kiến này, tôi đã vẽ được những hình khá chuẩn xác. Tôi tưởng thế là mọi chuyện đã ổn, tôi không lo về việc vẽ hình nữa. Nhưng không, một hôm vừa về đến nhà, tôi đã vứt chiếc túi sách xuống phản, lên giường, đi nằm. Sao thế hở con? Đã lại say nắng rồi chứ gì? Mẹ tôi bước đến, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán tôi. Trời, đầu nóng hầm hập thế này, thế mà lúc sáng mẹ bảo mang mũ đi, mày cứ không chịu. Thôi, nằm đấy, mẹ đi tìm ít rau má về, pha nước đường, uống cho đỡ mệt. Không, con không sao đâu mẹ ạ. Tôi quay lại nhìn mẹ, nói khẽ. Không sao mà người lại nóng như hòn than thế này. Mẹ tôi nhổm người, lấy chiếc quạt giấy ở trên đỉnh màn, vừa quạt cho tôi, vừa hỏi tiếp, giọng đầy lo âu. Còn mặt mày sao trông cứ đỏ như gấc thế kia? Dạ, có lẽ vì... Vì sao? Hay bị ngã rồi đấy? Không phải đâu ạ. Thế, vì sao? Thì nói đi chứ con, cho mẹ còn biết cách chạy chữa chứ. Mẹ tôi nghiêng người xuống gần sát mặt tôi, chờ câu trả lời. Vì con vừa làm bài kiểm tra toán xong. Bài kiểm tra toán không xong mẹ ạ. Tôi ấp úng đáp. Trời, có thế mà cũng phải sốt, phải phát sốt phát nóng, làm tao hết cả hồn vía. Nhưng làm sao lại thế hả con? Vì bài kiểm tra toán có bài dựng hình rắc rối quá mà con lại chưa biết quay compa. Sao không nhờ Tam phụ làm hộ cho? Con không muốn phiền các bạn mẹ ạ. Để an ủi tôi, mẹ hạ thấp giọng nói. Thôi đừng lo lắng làm gì nữa, dạy mẹ pha nước chanh đường cho mà uống. Tôi ngước nhìn mẹ và nói vẻ làm nũng. Mai đi chợ mẹ nhớ mua cho con chiếc compa mới nhé. Gặp mãi chiếc compa trong chân mà tôi vẫn loay hoay không biết quay thế nào. Quay phải cũng vướng, quay trái cũng vướng. Ngón chân tôi nó cứ cứng đờ, không tài nào xoay compa đi được. Luống cuống mãi, mỗi compa đã xét toạc cả mấy trang vở mà tôi vẫn chưa vẽ được một vòng tròn nào. Kể từ hôm được mẹ mua cho compa, ngày nào tôi cũng tập quay như vậy. Không kể trưa, tối, hễ lúc nào rỗi, tôi lại tập. Tập cả lúc chờ bữa ăn. Nếu mẹ không giục đi ngủ, thì có lẽ nhiều đêm tôi thức trắng đêm để tập. Thế mà, đã hơn một tuần liền, vẫn chưa có kết quả gì. Nhiều lần, phụ nói, để tớ quay giúp cho. Không, nhất định, tớ phải tập quay cho được. Tôi không quay compa bằng một chân nữa, đổi sang tập quay bằng hai chân. Tôi dùng chân phải giữ chuôi và đưa chân trái quặp vào càng có gắn bút chì để quay. Nhưng dù tôi vẫn không vẽ được, cố gắng gò bàn chân, tôi cũng chỉ vạch được nửa vòng tròn là hết cỡ. Mà nửa vòng tròn đó cũng chệch choạc đứt quãng đi rất nhiều. Tôi chợt nảy ra cách quay hai lần. Sau khi quay được nửa vòng, tôi nhấc compa lên, xoay tờ giấy lại, quay tiếp nửa kia. Giá có chiếc compa tốt, không thay đổi khẩu độ, thì có lẽ tôi đã thành công rồi. Biết làm sao bây giờ? Phần thứ 24. Chiếc compa của người bạn thân chưa quen. Giữa lúc đó một chuyện tình cờ xảy ra. Thường lệ như bao trưa khác,
chưa mới đi học về, trong lúc chờ cơm tôi lục sách ra xào bài, thì ôi, một chiếc hộp to gần bằng trang vở màu đỏ sẫm nằm ngay dưới đáy túi sách. Tôi ngẩn người, không biết ai đã bỏ vào đấy. Tôi run run mở ra và ngạc nhiên thấy một chiếc Compa Trung Quốc mạ kền sáng loáng cùng một chiếc bưu ảnh hoa hồng và một bức thư ngắn. Tôi vội vàng cầm lá thư. Thân tặng Nguyễn Ngọc Ký. Người bạn mến phục, món quà nhỏ này làm kỷ niệm. Chúc bạn mãi mãi vui, khỏe và vươn lên không ngừng. Người bạn thân chưa quen của bạn, ký tên L. Đọc xong bức thư, tôi xúc động đến ứa nước mắt. Tôi nghĩ mãi vẫn không đoán ra L là ai. Chắc một bạn trong lớp. Nhưng tại sao lại là người bạn thân chưa quen biết? Trong lớp này có ai mình chưa quen đâu nhỉ? Một năm lớp 6 học với nhau rồi chứ ít gì, mà sao bạn ấy lại tặng mình chiếc Compa? Có phải bạn biết mình đang cần một chiếc Compa thật tốt như thế này? Buổi học hôm sau tôi mới vỡ lẽ, L không phải ai khác mà chính là Liễu, một bạn gái cùng lớp. Tôi nhận ra điều đó khi thấy mấy bạn gái ngồi bàn bên ấy cứ chằm chằm nhìn vào chiếc Compa kỷ niệm tôi đang tập quay, cười khúc khích. Khác tất cả các bạn cùng lớp, Liễu không học lớp 6 với tôi. Đầu năm học lớp 7 này, bạn mới từ trường cấp 2 Hải Tiến chuyển về. Vừa gặp Liễu, tôi đã nhận ngay ra và nhớ đến một kỷ niệm khá sâu sắc. Tôi ra trường cấp 2 Hải Tiến báo cáo điển hình vào một buổi chiều mưa mùa xuân. Đấy là sau cái ngày tôi được bác thưởng huy hiệu hồi cuối lớp 6. Tôi nói xong, một bạn gái từ trong hàng bỗng đứng dậy, tay cầm chiếc khăn quàng đỏ mà bạn vừa cởi từ cổ ra, xăm xăm bước lên chỗ tôi. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía bạn ấy, rồi tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên khi bạn vội vàng đưa tay quàng chiếc khăn vào cổ tôi. Người bạn đó chính là Liễu, mà tôi không ngờ còn được gặp lại trong năm học lớp 7 này. Chúng tôi đã nhận ra nhau, thế nhưng tôi im lặng giữ kỷ niệm ấy ở trong lòng. Có lẽ vì sự hờ hững bên ngoài đó mà Liễu gọi tôi là người bạn thân chưa quen chăng? Từ khi có chiếc Compa của Liễu, công việc tập luyện của tôi có phần dễ dàng hơn. Lúc quay tôi không còn sợ Compa thay đổi khoảng cách nữa vì nó được điều khiển bằng xoáy ốc. Bây giờ tôi chuyển sang tập quay Compa bằng cách khác. Tôi dùng hai ngón chân cái kẹp đuôi Compa và quay. Tôi đã quay trọn được các hình tròn to, nhỏ, vừa ý. Xong, đó chỉ là thành công khi quay trên vở để làm bài tập bình thường. Còn gặp những bài kiểm tra thì tôi lại bị lúng túng vì phải quay Compa trên các tờ giấy lẻ, nên khi mũi Compa quay, tờ giấy cũng xoay theo. Thành ra tôi rất khó điều khiển cho mũi chỉ vạch ra trên giấy. Tôi lại suy nghĩ, tôi không làm các bài kiểm tra toán vào giấy rời nữa mà đóng thành một tập để khi làm bài xong nhanh chóng có bài nộp cho thầy. Tôi nghĩ ra cách dùng kim châm một đường thủng ở gáy quyển vở như đường viền của những con tem. Làm xong bài, tôi chỉ việc xé roạt một cái là đã có bài nộp cho thầy. Xong, cách làm này vẫn chưa ưng ý, chưa vừa ý. Tôi cảm thấy còn bị bó buộc nhiều quá. Tôi muốn làm thế nào, chỉ dùng một chân cũng quay được Compa trên giấy như các bạn dùng tay kia. Quá trình tập quay từ trước đã làm ngón chân tôi trở nên mềm mại, nên tôi tin là sẽ làm được. Một lần đang tập quay Compa ở nhà thì bất ngờ Liễu đến chơi. Tôi muốn để cho Liễu biết việc mình tập, nên khi thoáng thấy bóng Liễu từ ngoài ngõ, tôi đã vội vàng bỏ chiếc Compa vào hộp cất kín trong tủ. Tôi ra sân đón Liễu. Đây là lần đầu tiên Liễu đến nhà tôi chơi. Vẻ lạ lùng,
Liễu nhìn khắp ba gian nhà một lượt, rồi như muốn biết rõ mấy chiếc giấy khen mà tôi đã làm khung bằng tre treo tên trên tường. Liễu lặng lẽ bước đến, ngẩng lên nhìn. Mấy chiếc giấy khen đó tôi được tặng trong năm học trước. Liễu lại bước đến, nhìn tấm bản đồ to bằng nửa chiếc chiếu treo ngay đầu cột, ngạc nhiên hỏi tôi: "Ký mua được đâu tấm bản đồ lớn và đẹp thế này?" Tôi mỉm cười đáp: "Mình gửi người ta mua ở tận Nam Định kia đấy." Vẻ cả tin, Liễu chăm chú ngắm chiếc bản đồ. Đột nhiên, Liễu quay ra nhìn tôi như trách móc: "Ồ, chẳng phải, ký dối mình rồi, ai vẽ mà giống như in thế này nhỉ?" Tôi không đáp, chỉ đưa mắt nhìn tấm bản đồ, mỉm cười. "Hay, ký vẽ đấy." Liễu nhìn tôi, lưỡng lự, quay nhìn kỹ tấm bản đồ lần nữa, như chợt phát hiện ra điều gì bí mật. Liễu kêu lên: "À, đúng ký vẽ rồi. Thôi, bây giờ đừng có hòng mà chối nữa nhé." Vừa nói, Liễu vừa chỉ vào góc tấm bản đồ, chỗ tôi ký tên và ghi ngày vẽ. Biết đã lộ tẩy, tôi đành cười xòa, thú thật: "Ừ, thì mình vẽ." "Có thế chứ," Liễu reo lên, vẻ đắc thắng. Tấm bản đồ ấy về sau tôi đem tặng nhà trường làm kỷ niệm. Đó là tấm bản đồ tổng hợp về địa hình, khoáng sản và chính trị Việt Nam. "Sáng nay, ký tập quay compa phải không?" "Sao Liễu biết?" Tôi ngớ người hỏi lại. "Có gì mà không biết, trông đây này." Liễu giơ mảnh giấy chằng chịt những nét chì, vòng cung trông rất bật. Tôi nhận ra đó là mảnh giấy nháp tôi vừa tập quay compa, có lẽ vô ý để vương ra nhà nên Liễu nhặt được. Liễu đặt mảnh giấy nháp xuống gần chỗ tôi, nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Ký tập như vậy chắc khó lắm nhỉ, đã sắp quay được chưa?" "Cũng sắp được rồi." "Ký lấy giấy ra quay cho mình xem với nhé." Thì ra Liễu biết tôi tập quay compa từ lâu. Những ngày tôi hí hoáy ngồi tập quay compa ở lớp trước đây, Liễu đã chăm chú theo dõi. Liễu biết tôi đang cần một chiếc compa tốt để tập cho dễ. Thế là trong giờ ra chơi cuối cùng của buổi học hôm ấy, nhân lúc tôi ra sân chơi, Liễu liền giấu chiếc compa vào túi sách của tôi. Liễu ngồi xem tôi vẽ. Những khi chân tôi mỏi, chiếc compa rời ra, Liễu nhanh tay cầm, đặt vào hộ. Có lúc Liễu cầm lấy bàn chân tôi điều khiển chiếc compa quay. Thỉnh thoảng, chiếc compa chạch ra, xé toạc cả giấy, làm hai đứa lại tủm tỉm cười. Liễu đưa cho tôi một tập giấy nháp và nói: "Đây, ký cầm tập này quay compa cho đỡ tốn giấy." Tôi tiễn Liễu ra về, nắng chưa rải vàng khắp nơi, tôi đứng nhìn theo cho đến khi Liễu khuất hẳn sau rặng che xanh. Phần thứ 25. Thầy Châu mừng lắm. Thế tôi quay được compa bằng một chân, thầy Châu mừng lắm. Thầy đứng nhìn tôi làm bài dựng hình, gật đầu nói: "Khá lắm, em có nhiều triển vọng tốt đấy." Quả thật, bài kiểm tra ấy tôi đạt điểm 5. Thầy Châu rất mến tôi, thầy có gì cũng dành cho tôi. Tôi thiếu giấy, thiếu mực, thầy đều mua cho cả. Các bạn thường gọi đùa tôi là con cưng của thầy. Dù phải đi bộ tới 5 cây số, tôi vẫn rất thích đến nhà thầy chơi vào chiều thứ bảy. Nhất là được thầy cho thêm các đề toán khó về làm là tôi khoái lắm. Biết ý nên mỗi lần tôi chào thầy ra về, bao giờ thầy cũng bỏ vào túi cho tôi một món quà rất đặc biệt. Thầy nói vui: "Đây, quà của ký đây. Khi nào ăn xong nhớ cho thầy biết nha." Thầy vừa cười vừa bảo tôi. Món quà đó chính là một mảnh giấy nho nhỏ chép sẵn các đề toán khó thầy mới sưu tầm chọn lọc. Tôi hớn hở đi nhanh về nhà, háo hức mở ra đọc đi đọc lại những đề toán đó, tiếp thuộc lòng. Bài toán dù khó thế nào tôi cũng đinh ninh sẽ làm được. Chiều nghĩ chưa được, tôi để tối. Nếu tối chưa giải xong, sáng hôm sau tôi hẹn mẹ gọi dậy thật sớm làm lại.
ngày hôm nay chưa xong, ngày mai tiếp tục. Cứ như vậy, đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, không mấy lúc trong đầu tôi không thao thức nghĩ về một bài toán khó. Có bài toán ấy lúc thức, thức hoài, vẫn bí rị, vậy mà trong giấc mơ bỗng lại tìm ra cách giải, ngon lành. Một lần, tôi đang ngồi ăn cơm, chợt nghĩ ra cách chứng minh một bài hình mà gần tuần lễ rồi, vẫn tắc tỉ. Tôi vụt đứng dậy, đến bàn học, lục sách bút, ghi lại. Vừa ngạc nhiên vừa bực, mẹ tôi đặt bát cơm xuống mâm trách, con điên hay sao thế, đời thuở nhà ai đang ăn bữa ăn, lại bỏ đi, viết vừa lại. Thế tôi im lặng, mẹ lại nói, nghiện học hả con, ngày cũng học, đêm cũng học, rồi cả bữa ăn cũng học, thôi cứ ngồi mà học thế cho no, đừng ăn nữa con nhé. Quả thật, tôi không còn bụng dạ nào ngồi ăn tiếp bữa cơm nữa. Đối với tôi lúc này, chỉ có việc giải được bài hình kia là sướng hơn hết. Thầy Châu rất hài lòng, thấy tôi làm được bài hình ấy. Một buổi chiều, tôi lên trình bày cặn kẽ cách giải với thầy. Hai thầy trò mải mê quá, trời tối lúc nào không hay, vừa lúc có gió mùa đông bắc tràn về kèm theo mưa phùn. Sợ tôi đi về một mình không an toàn, thầy liền cầm đèn pin, hai thầy trò khoác chung một chiếc áo mưa, thầy dẫn tôi về tận nhà. Vừa đi hai thầy trò vừa tỉ tê tâm sự đủ chuyện. Thầy kể cho tôi nghe những kinh nghiệm học toán, tôi lắng nghe tưởng như nuốt lấy từng lời. Thầy kể sang chuyện quê hương, gia đình. Quê thầy ở tận Lý Nhân, cách quê tôi đến hơn 30 km. Thầy bảo quê thầy rất nhiều khoai lang và nhãn, hè tới thầy sẽ dẫn tôi về chơi. Chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi môn toán cấp huyện, năm đó tôi được thầy Châu chọn vào danh sách dự khuyết. Tôi vừa vui vừa buồn, vừa mừng vừa tủi. Tại sao thầy thương mình đến vậy mà lại không nương tay xếp cho mình được ở danh sách chính thức? Sau này tôi mới hiểu, khoa học là khoa học, tình thương là tình thương. Với thầy, hai khái niệm đó không bao giờ lẫn lộn. Mọi sự nuông chiều chiếu cố đối với khoa học đều là lưỡi dao tự sát với chính nó. Và quả thật, chính với quyết định đó, thầy Châu đã cứu tôi thoát khỏi chủ quan ảo tưởng, là bừng cháy mãnh liệt thêm trong tôi ngọn lửa tự trọng, tự ái, quyết chí không ỷ lại, mà tự vượt mình bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Ngày đêm, tôi miệt mài đắm say thao thức và hạnh phúc đến rơi nước mắt khi tìm ra cách giải mới cho một bài toán khó. Sự tiến bộ về môn toán của tôi cứ thế vượt lên từng ngày. Và một ngày kia, cả lớp tôi reo lên sung sướng khi nhà trường thông báo kỳ thi học sinh giỏi toán vừa qua, tôi đạt giải nhất toàn huyện, rồi giải ba toàn tỉnh. Thầy Châu mừng lắm. Có lẽ thầy cũng không ngờ tôi lại đạt được giải như vậy. Thầy quyết định bảo tôi phải đến ở hẳn nhà thầy để thầy trực tiếp bồi dưỡng trước khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc. Hiểu nỗi băn khoăn của thầy, hiểu nỗi băn khoăn của tôi ấy, thầy nói luôn, tí đừng lo, cơm nước hàng ngày thầy cho ta ăn chung ở trường, còn sinh hoạt, ý cần gì, anh Đậu sẽ giúp. Đậu là em trai thầy, học trên tôi một lớp, trọ cùng nhà với thầy. Vậy là lần đầu tiên trong đời, tôi phải xa nhà đi trọ học. Đêm đêm, tôi rất muốn ngủ với anh Đậu để được tự nhiên, xong thầy dứt khoát, không cho. Có lẽ thầy muốn tôi ngủ chung với thầy để có cơ hội thầy trò thêm gần gũi, chia sẻ, hỏi han tôi những tâm sự về hoàn cảnh gia đình, về những băn khoăn vướng mắc trong sinh hoạt hàng ngày, và đặc biệt về những gì có liên quan tới việc học toán. Xong, có lẽ cái quan trọng hơn, thầy muốn ngủ chung để có điều kiện chăm lo cho giấc ngủ của tôi được chu toàn.
Thời điểm ấy đang là đầu mùa xuân, trời vẫn còn lạnh lắm, nhất là về ban đêm. Bao giờ thầy cũng để tôi nằm phía trong, nơi chiếc giường kê sát tường nhà. Mỗi lần tôi trở mình, sợ tấm chăn bị chật, thầy lại khẽ khàng, quàng tay, kéo đắp lại cho tôi. Một đêm, hai thầy trò lên giường nằm đã khá lâu, tôi vẫn thao thức chưa sao ngủ được. Bỗng, nghĩ bật ra cách giải một bài toán khó, đang làm dở lúc tối. Sướng quá, tôi tung chăn định ngồi nhổm dậy, thì nhớ ra có thầy bên cạnh. Tôi lặng lẽ, nằm im, trở lại như cũ. Thầy bỗng quàng tay, ôm chặt lấy tôi. Tí vừa mơ ngủ phải không? Dạ không ạ, em chưa ngủ. Em vừa nghĩ ra cách giải bài toán lúc chiều rồi thầy ạ. Thầy im lặng. Lát sau, thầy mở chăn, vén màn, đi ra khỏi giường. Tôi không biết thầy định làm gì. Lục sục ở bàn làm việc một lúc, rồi thầy lặng lẽ mở cửa, đi ra ngoài. Lúc sau tôi ngạc nhiên thấy thầy trở vào với cây đèn thắp sáng ở trên tay. Ồ, thầy đi xin lửa à? Ừ, riêng ở nhà vừa hết. Thôi, tí dậy viết luôn cách giải bài toán vừa nghĩ ra để ngủ cho ngon. Tôi không ngờ thầy lại hiểu đúng cái bụng của tôi lúc này đến vậy. Tôi sướng đến rơn người, tung chăn, nhảy phóc xuống đất, quên cả cái lạnh của đêm. Vừa viết, tôi vừa hăm hở nói cho thầy nghe về cách chứng minh bài toán hình. Trong ánh đèn dầu chập chờn trên tấm chiếu, thầy vừa trải ra giữa nền nhà. Kỳ thi học sinh giỏi môn toán cấp 2 toàn miền Bắc năm đó, thầy trực tiếp dẫn tôi lên thành Nam tham dự, trực tiếp giúp tôi mọi thứ rầy rà trong sinh hoạt. Trước ngày thi, để tư tưởng thoải mái, tối đó thầy dẫn tôi đi chơi, xem một vài phố ở trong thành Nam. Thầy đưa tôi ghé vào khu chợ Rồng, hỏi tôi muốn mua thứ gì, cứ nói. Một cậu bé quê nghèo, lần đầu tiên lên phố, tôi cứ tròn xoe mắt mà nhìn, mà ngắm, mà thích thú biết bao thứ. Xong vì e dè, tôi chỉ biết lắc đầu, từ chối. Cuối cùng, thầy vẫn mua tặng tôi mấy thứ mà thầy nói là để chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai được tốt. Một thép giấy trắng dùng lót dưới bài thi để viết cho dễ. Một chiếc bút kim tinh để viết cho trơn. Một chiếc compa Trung Quốc loại tốt để vẽ hình cho thuận lợi. Một tờ giấy thấm để làm khô chữ nhanh sau khi viết xong mỗi trang. Thầy còn chu đáo mua một chiếc bảng tay con bằng nhựa rất đẹp cho tôi làm bìa lót chân để giữ cho bài thi khỏi bị dơ, bị nhàu. Thích nhất, thầy còn mua tặng tôi một quả bóng đá mini mà bấy lâu nay tôi hằng ao ước. Buổi sáng hôm sau, khi dẫn tôi đến trường thi, đặt ngay trong ti giáo dục Nam Định, gần phố Bến Thóc ngày nay, thầy ghé vào tai tôi nói nhỏ, Ký có đi tiểu thêm không? Vào nhà vệ sinh kia, thầy giúp để thi cho thoải mái nhé. Ngồi suốt 3 giờ, chắc là căng thẳng đấy. Không ngờ, sự quan tâm của thầy lại cụ thể và tâm lý đến vậy. Tôi đành lặng lẽ thực hiện theo lời thầy. Rồi nhà vệ sinh bước đến phòng thi, nhận ra những giọt nước mắt cảm động của tôi đang ứa trào. Thầy liền rút mùi xoa, lau vội cho tôi. Thầy cười, vỗ vỗ vào vai tôi, nói nhỏ. Vào thi, thầy nhắc ký điều này nhé. Đây là đề thi quốc gia, nên khó đấy. Xong, em cứ bình tĩnh, tự tin mà làm. Em đừng lo lắng gì, việc được giải hay không được giải. Miễn sao, em cứ cố gắng làm hết khả năng của mình. Nhưng ý nhớ viết chữ cho rõ ràng thêm nhé. Không là thiệt thòi đấy. Mọi bài thi đều cắt phách cả. Nào ai biết bài của em viết bằng chân đâu. Trước khi tạm biệt, như nhớ ra vẫn còn điều gì đó băn khoăn về tôi, thầy liền theo tôi bước vào phòng thi. Lúc đó giám thị chưa tới, thầy đảo mắt nhìn quanh rồi lặng lẽ bước ra. Lát sau thầy quay vào, lần lượt mang theo 2 rồi 3 chiếc ghế dựa. Thầy chọn chỗ gần một cửa sổ
nơi có nhiều ánh sáng. Kê trâu ba chiếc ghế dựa ấy vào nhau và bảo tôi ngồi xuống đó viết thở. Bây giờ tôi mới hiểu thầy đang lo cho tôi có chỗ ngồi làm bài thi sao cho phù hợp, thuận tiện nhất với việc viết bằng chân. Ở lớp học hàng ngày, tôi có một chiếc bàn riêng, song khi lên tỉnh thi thế này, làm sao mang nó theo được? Phần thứ 26. Làm tán sự toán. Phần thứ 26. Làm cán sự toán. Ở lớp, thầy Châu cử tôi cùng tự làm cán sự toán. Tôi lo lắng không biết làm thế nào. Trời mùa đông thường sáng muộn, bao giờ mẹ tôi cũng đốt đèn cho tôi ăn cơm từ lúc gà gáy. Khi nền trời vừa bàng bạc, các vì sao vẫn còn nhấp nháy, tôi đã vội vàng đeo sách đi học. Tôi đến trường thường sớm hơn giờ vào học chừng nửa tiếng. Tôi cùng tự tranh thủ nói cách giải các bài tập khó mà mình đã làm được với các bạn yếu toán. Tôi đến từng bàn trao đổi với từng bạn. Cũng có buổi tôi lên bảng chữa bài tập chung cho cả lớp. Chắc nhiều bạn sẽ ngạc nhiên hỏi, làm sao tôi có thể viết bảng được? Phải, tôi không viết bảng được đâu. Mỗi lần lên chữa bài là tôi phải nhờ tự viết hộ. Tự vẽ hình ra bảng rồi đứng tránh ra một phía. Tôi nói cách giải đến đâu, tự nhanh chóng ghi ra bảng đến đấy. Cùng nhóm học tập với tôi có Tam, hơi yếu toán. Hai đứa ở cùng xóm với nhau, hai nhà chỉ cách nhau một quãng ngắn, nhưng phải đi qua một chiếc cầu nhỏ. Hàng ngày tôi đến học chung môn toán với ta. Có buổi trời mưa, đường trơn quá, chiếc cầu nhỏ rung rinh như đưa võng, tôi bấu được tay vịn. Tôi không bấu được tay vịn, đến giữa cầu gặp cơn gió mạnh, thế là lộn nhào ngay xuống sông. Trở về nhà, quần áo ướt như chuột lội. Mẹ tôi trách, khổ quá, mẹ đã bảo ở nhà cơ mà, trời mưa trời gió, nó chân khỏe, tay mạnh, chẳng đến học với mình thì thôi, mình đã vậy, hơi đâu ngày nào cũng đến nhà nó, mày thật không biết giữ mình gì con ạ, không khéo, có bữa, chết ấy. Tôi rất hiểu những lời trách đầy tình thương và lo lắng ấy của mẹ tôi, song tôi không thể làm theo lời mẹ. Tôi phải có trách nhiệm giúp Tam học tốt môn toán. Trước đây vì chưa có ý thức, một phần cũng vì chưa có khả năng, nên tôi đã không biết giúp bằng để đến nỗi nó phải ở lại lớp 6. Đó là điều tôi ân hận mãi. Nay đối với Tam, tôi sẽ cùng Tam cố gắng để điều đáng tiếc đó không xảy ra nữa. Tôi vẫn tiếp tục đến học chung với Tam rất đều, không kể mưa, nắng, đêm hôm. Một ngày kia, Tam thành thật nói, Ký ơi, thôi á, từ mai chúng ta sẽ học chung ngay tại nhà cậu nhé. Quả thật từ đó, Tam đến nhà tôi học rất đều. Tam chăm hơn và tự giác học hơn. Tam không bao giờ bị điểm hai nữa. Cái tên Tam Đại Gàn cũng dần dần được các bạn quên đi. Càng ngày tôi và Tam càng thân nhau, ngày thi tốt nghiệp sắp đến, Phụ cũng sang học với chúng tôi. Dưới gốc mít xanh đu nặng những quả mít, thoang thoảng mùi thơm, ba chúng tôi trải chiếu, ngồi học. Một bài toán khó, ba đứa cùng chụm đầu trên một tờ giấy nháp. À, ra rồi. Thế là cả ba cùng reo lên, sung sướng. Có buổi nóng quá, học xong, chúng tôi mắc võng ngang qua cây mít và cây vối, đung đưa ngay trên mặt ao. Ngồi chi bài, hơi nước phả lên từng làn, mát rượi, sảng khoái biết bao. Được rồi đấy, chúng ta xuống chơi bài thôi các cậu ạ. Tôi giục, đúng rồi, phải vừa học vừa chơi mới khoái chứ. Tam nói xong, nhảy phốc xuống đất. Gỗ bài chia ra, đó không phải là bộ tú lơ khơ như Tam tưởng. Đó chỉ là những công thức toán mà tôi đã chép sẵn. Cách chơi thật đơn giản, tôi tấn cho bạn con bài có ghi phế vế thứ nhất của đẳng thức. Bạn muốn thắng, phải đỡ đúng vế thứ hai tương ứng của đẳng thức ấy. Hoặc ngược lại, thế đứa nào đỡ sai
là cả bọn cùng phá lên cười, đến đau bụng. Thật là một trò chơi vừa hấp dẫn, vừa bổ ích. Đêm đến, những buổi học khuya quá, Tam, Phụ thường ở lại ngủ chung với tôi. Vây quanh ngọn đèn đĩa, không lấy gì làm sáng lắm. Có hôm ba chúng tôi đã thức đến quá nửa đêm để học thi. Mẹ tôi thức giấc, thấy thế, liền đến giục. Chết thật, học làm gì mà khuya thế hả các cháu? Gà gáy rồi đấy. Thôi, đi ngủ đi, sáng mai đã phải đi thi rồi. Ngủ, ngủ đi, để lấy sức mà làm bài chứ. Ngoài cửa sổ, chòm sao bắt đầu sáng chói, đang nhấp nhánh, cũng thầm nhắc chúng tôi như vậy. Phần thứ 27, niềm vui nối tiếp niềm vui. Sau ngày thi tốt nghiệp trường nửa tháng, thầy Châu lại đến thăm nhà tôi. Tôi không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu nữa, chỉ biết đã nhiều lần lắm rồi. Lần thì thầy xuống thăm sức khỏe bố mẹ tôi, lần thì thầy xuống đưa cho tôi vài thếp giấy hay lọ mực rồi ngủ lại qua đêm. Cũng có lần thầy ở chơi cả ngày, ân cần bảo ban tôi từng ly từng tí về những điều cần thiết cho tu dưỡng và học tập. Lại có lần thầy mang cả cây đàn violon đến, vừa kéo đàn vừa dạy tôi hát. Đầu năm nay thầy mới chuyển về trường, vừa dạy toán vừa là chủ nhiệm lớp 7B. Thế mà thầy đã coi tôi như đứa em ruột. Thầy còn trẻ lắm, mới ngoài 20 thôi. Mẹ tôi bổ dưa hấu và rang lạc mời thầy, vừa cầm miếng dưa đỏ tươi đưa tăm gảy tanh tét các hạt đen lánh xuống mâm. Thầy vừa hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ tôi và việc thu hoạch vụ chiêm vừa qua. Thầy chuyển sang kể về tình hình học tập của tôi. Kết quả thi tốt nghiệp vừa qua ký xuất sắc lắm các hai bác ạ. Trong 4 môn em nó đạt 3.5 đấy. Rồi không đợi bố mẹ tôi kịp nói gì, thầy đã tiếp. Hai bác còn nhớ ngày cháu ký, ngày cháu dẫn ký đi thi học sinh giỏi trên tỉnh không? Thưa thầy giáo, còn nhớ chứ ạ. Bố tôi đáp. Kết quả của đợt thi ấy ký cũng đạt tốt. Cháu vừa nhận được tin ký được giải năng trong số các học sinh giỏi toán lớp 7 của miền Bắc đấy. Tôi giật thót mình, sung sướng lịm người. Nhưng chưa hết đâu, giữa lúc ấy thầy lại nói tiếp với bố mẹ tôi một tin vui khác. Và lần thứ hai bác Hồ lại gửi tặng huy hiệu cho ký. Ai bác ạ? Không sao nói hết nỗi ngạc nhiên vui sướng của tôi lúc này. Bố mẹ tôi càng xúc động hơn. Tôi nhìn rõ những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt cả hai. Vâng, em nói được như vậy là nhờ công ơn của Đảng, của bác, của nhà trường và trước hết là của thầy giáo đấy. Với giọng run run, mẹ tôi cười đáp lời thầy Châu. Tôi đưa thầy đến thăm nhà Tam, Phụ và cả Liễu nữa. Nhà Liễu tuy ở xã Hải Quan nhưng cũng chỉ cách xóm tôi chừng hơn 1 cây số. Thú vị nhất là cả hai thầy trò được Liễu mời đi tham quan trên một du thuyền nhỏ nơi chiếc hồ sen mênh mông ngay sau làng. Được lênh đênh trên sóng nước êm đềm, len lỏi giữa 4 bề rừng sen cao quá đầu, trong ngạt ngào hương thơm lan tỏa mát dịu của lá sen, hoa sen, nhụy sen. Hai thầy trò cứ thoải mái mà thả hồn thưởng ngoạn với cảm giác mê đắm, ngỡ ngàng như đang lạc vào một xứ sở thần tiên nào. Thầy trò tạm biệt chiếc hồ sen, chia tay Liễu khi mặt trời đã gần tắt nắng. Trên đường về, vừa đi thầy Châu vừa khoác tay lên vai tôi khẽ hỏi. Em đã xác định hướng phấn đấu trong thời gian tới chưa, Hà Ký? Tôi lúng túng một lát rồi đáp. Em xác định rồi, em định xin đi học vẽ. Từ lâu tôi đã thích vẽ. Hồi học cấp 1, điểm tập vẽ của tôi bao giờ cũng khá. Đến cấp 2, tôi đã vẽ và tô màu được những tấm bản đồ khá đẹp. Quyển vở ghi sinh vật của tôi, bài nào cũng có minh họa
dù thầy không yêu cầu. Tôi nhìn vào các hình trong sách giáo khoa rồi vẽ phóng vào vở. Đó là hình một con ếch đang ngồi, con cá đang bơi, hai bộ xương của một loài thú với rất nhiều những đường nét phức tạp. Tôi còn phóng to một loạt ảnh của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô như Gagarin, Titov để treo ở tường nhà hoặc tặng cho những bạn nào thích trong lớp. Chiếc bưu ảnh Pavel ngồi đọc sách cũng được tôi phóng to bằng chì đen, dán ngay ở chiếc tủ đựng sách thư viện nhỏ của tôi. Có hôm ngẫu hứng, tôi nhờ mẹ trải chiếu ra góc sân, say sưa vẽ cảnh trước ngôi nhà thân thương của mình. Có chiều, tôi mải mê ngồi hàng giờ trên bãi cỏ sau làng vẽ cảnh quê hương. Cứ sau mỗi lần vẽ ấy, tôi lại thấy yêu thêm ngôi nhà mình, yêu thêm cảnh làng quê êm đềm, tươi đẹp, lại thấy thân thiết gắn bó với từng rặng tre, từng bóng cau, từng chiếc cầu nhỏ, từng tiếng sáo diều ngân nga trong vắt giữa không trung lồng lộng sắc trời thu. Và càng vẽ, tôi càng ham mê. Chính thế nên tôi đã có ý định xin đi học vẽ để một ngày kia lại được trở về vẽ cảnh quê hương. Khi ấy, hẳn những bức tranh của tôi sẽ giống và đẹp hơn bây giờ nhiều. Lặng lẽ suy nghĩ một lát, thầy Châu lắc đầu, cười, bảo tôi: "Không nên ký ạ. Thầy khuyên em ấy nên tiếp tục, nên tiếp tục học cấp 3, tốt nghiệp xong lớp 10. Khi ấy, em xin đi học gì chắc cũng không khó, không ai không thừa nhận năng khiếu hội họa của ký. Song năng khiếu toán học mới thực sự là tiềm năng của em. Biết đâu một ngày không xa, em sẽ trở thành Walter Raegin của Việt Nam. Nhưng bây giờ, trước mắt em cứ phải tiếp tục học lên cấp 3 cho tốt đã." Thầy suy nghĩ và thấy chỉ có như vậy em mới có điều kiện nuôi dưỡng và thực hiện hóa những ước mơ đẹp của mình. Về nhà suy nghĩ lại, tôi quyết định nghe theo lời thầy Châu. Mấy ngày sau, tôi nộp đơn xin thi vào cấp 3 cùng với Tam, Phụ và Liễu. Hôm ấy, trước lúc chia tay, thầy Châu đã tặng tôi cuốn sổ chép tay những bài toán hay dành cho học sinh giỏi toán cấp 3 và chiếc huy hiệu đoàn của mình. Trước lúc xa em, thầy Châu có hai kỷ vật nhỏ này tặng ký. Mong ký nhận ra ở đây những gì thầy gửi gắm. Đường em đi chắc còn gặp nhiều khó khăn đấy. Nhưng với quyết tâm và nghị lực sẵn có, thầy tin tưởng em sẽ vượt qua tất cả. Và hy vọng một ngày không xa, em sẽ thành công trên đường chinh phục những đỉnh cao mơ ước. Phần thứ 28, tôi đã được gặp bác, nếu như. Hè năm 1963, tôi được làm một trong năm thiếu niên, một trong năm thiếu nhi tiêu biểu toàn miền Bắc về Hà Nội dự Đại hội Thanh niên xung phong vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Chúng tôi được bố trí ngồi ở hàng ghế đầu và được chụp ảnh chung với bác Lê Duẩn. Buổi chiều ngày thứ hai của đại hội, chúng tôi lên xe với niềm vui náo nức sẽ được đến gặp bác Hồ tại phủ chủ tịch. Theo như kế hoạch, chị Giao thông báo từ trước. Theo kế hoạch, chị Giao thông báo từ trước. Xe đi khá nhanh, mà chúng tôi vẫn cảm thấy sao chậm vậy. Cảnh phố xá tấp nập hai bên đường với bao nhiêu điều hấp dẫn lạ lẫm, dường như với chúng tôi lúc này chẳng ai còn để tâm tới. Tất cả chỉ ngóng ngóng sao cho nhanh để được đến với bác. "Đây rồi, phủ chủ tịch đây." Cả năm đứa đều nhao nhao đứng dậy ngó qua cửa xe. Xe dừng bánh, chúng tôi muốn ào ngay xuống để chạy vô. Chị Giao phụ trách xuống xe và ra lệnh chúng tôi phải ngồi lại chờ. Vừa lúc một người từ trong nhà bước ra với mái tóc bạc phơ, bộ áo nâu non và đi dép cao su bước tới bắt tay chị Giao.
Tất cả đều reo lớn từ trong xe. À, bác Hồ! Bác Hồ! Bỗng có tiếng của ai đó. Ồ, sao bác Hồ lại không có râu vậy? Cả năm đứa lại ngớ ra. Không khí trầm lặng hẳn xuống. Vừa lúc chị Giao quay lại. Các em ơi, thật buồn quá. Vì lý do đặc biệt, chiều nay bác không gặp các em được rồi. Người vừa gặp chị nói điều đó chính là bác Vũ Kỳ, thư ký riêng của bác, chứ không phải bác đâu. Cả năm đứa, đứa nào cũng xịu mặt, chưng hồng, nước mắt cứ thế ứa trào suốt trên quãng đường về. Chị Giao phải động viên. Thôi, các em về, cứ cố gắng học cho thật giỏi, tu dưỡng cho thật tốt, thực hiện xuất sắc năm điều bác dạy, coi như đã được gặp bác rồi đấy. Phần thứ 29, nghiệp đen, người bạn mới. Tôi đã đạt được nguyện vọng với thành tích là học sinh giỏi toán quốc gia. Tôi được chuyển thẳng vào cấp 3 mà không phải thi. Song điều đáng buồn cho tôi là Tam, Phụ và Liễu đều không đủ điểm đậu trên con đường quê quen thuộc rợp bóng phi lao này. Thế là từ nay tôi sẽ đi về một mình. Rồi những sớm nắng chiều mưa, ai sẽ khoác hộ cho tôi một chiếc áo mưa, hay sẽ đội lại cho tôi chiếc mũ chẳng may rơi xuống đường. Trong lớp học, liệu tôi có tìm được người bạn thân nào như Bằng, Tam, Phụ, Liễu hay không? Nếu không, ai sẽ giúp tôi vượt qua những khó khăn trong sinh hoạt và học tập? Bước vào học, tôi mới nhận ra không đến nỗi đáng lo như thế. Thiếu Tam, Phụ, Liễu, tôi đã có thêm nhiều bạn thân khác. Trong đó có Nghiệp, Ngờ, Ít, Nghiệp, Nặng, Nghiệp. Chúng tôi thường hay gọi đùa Nghiệp là Nghiệp đen. Vì cu cậu quê ở vùng biển nên nước da đen ghê lắm. Đen chẳng khác gì cổ súng cả. Hôm khai giảng, vừa mới gặp tôi ở cổng trường, hai đứa chưa hề biết nhau. Cu cậu đã nhảy bổ đến, cầm chịt lấy cánh tay tôi lắc mạnh. Thằng cha này ở đâu ra một mà buồn cười thế này nhỉ? Tôi thầm nghĩ và bực mình đến phát cáu khi Nghiệp vén tay áo tôi lên, lặng lẽ đứng ngắm ngay giữa đám đông. Ông bạn ngộ nghĩnh ấy không ngờ lại trở thành người bạn thân thiết của tôi trong những năm học cấp 3. Nghiệp ngồi ở đầu bàn cuối lớp, kề sát chỗ tôi. Chỉ qua mấy buổi học đầu tiên, hai đứa đã tỏ ra tâm đầu, ý hợp. Song có cái lạ, Nghiệp rất ít nói. Thấy tôi cần gì là Nghiệp sẵn sàng giúp đỡ, chứ không mấy khi hỏi hay chờ tôi yêu cầu. Trời nóng, thấy tôi mồ hôi là Nghiệp rút mùi xoa ra, lau luôn. Chiếc dép của tôi bị đứt quai, lừa lúc tôi chăm chú ghi bài, Nghiệp rút ngay quai dép của mình thay vào. Cả mấy quyển vở tôi viết, Nghiệp cũng đóng hộ đấy. Chả là hôm ấy tôi mua được mấy thép giấy ở cửa hàng tự giác của nhà trường, vừa bỏ vào túi giấy, Nghiệp đã xoáy mất. Chiều hôm sau vừa đến lớp, Nghiệp xe xẽ đặt ngay ngắn trước mặt tôi 6 quyển vở. Tôi ngẩn người quay lườm Nghiệp, vừa giận lại vừa thấy mến Nghiệp quá. Trong mấy quyển vở Nghiệp đóng, thật cứ lẩm mê, quyển nào cũng có bìa đỏ lại xén bằng bạn thích mắt. Với lòng thương yêu nhiệt tình như vậy, Nghiệp dễ dàng nhận ra những khó khăn trong sinh hoạt của tôi. Hồi đó trường tôi phải học buổi chiều, chiếc bàn của tôi đặt lọt thỏm giữa hai hàng bàn cao. Những ngày mùa đông, trời tối sớm, đến giờ học cuối cùng, tôi không sao nhìn ra dòng kẻ nữa, phải phóng bút ghi bừa. Về nhà nhiều khi đọc không ra, muốn mượn vở các bạn phải đi đến 2-3 km. Tôi hiểu đây là một khó khăn cản trở không ít đến việc học tập của mình. Nhưng tôi đã nói việc này bao giờ đâu. Thế mà Nghiệp biết được mới tài chứ. Trong một giờ học, tôi đang ghi bài
Nghiệp quay sang hỏi vẻ lo ngại, chỗ ký viết tối lắm phải không? Tôi ngẩng lên nói, cũng tối tối đấy, mắt tao cứ hoa lên, chẳng nhìn ra gì cả. Từ buổi học hôm sau, ngày nào đến giờ học cuối cùng, Nghiệp cũng đi mở toang các cửa trong phòng, rồi cùng với Minh, Bích, Tự, Do, Nghiệp chuyển tất cả các bàn lùi lên phía trên. Nhờ vậy, ánh sáng từ cửa đã chiếu thẳng được vào chỗ bàn tôi viết. Phần thứ 30, chiếc bàn mới. Một lần thầy hiệu trưởng Lê Văn Hạc vào thăm lớp 8C của chúng tôi. Thầy ngồi xuống cạnh bàn tôi thân mật hỏi, hiện nay trong học tập, Ký gặp khó khăn gì nhất, có cần đề nghị nhà trường giúp đỡ gì, cứ nói thật, em nhé. Tôi còn đang lưỡng lự, Nghiệp đã thưa ngay, thưa thầy có lẽ Ký cần đóng lại cái bàn đấy ạ, cái bàn ấy không nên đóng mặt bằng như thế này nữa. Nghiệp đưa tay lên, khẽ đập đập xuống cái bàn tôi đang ngồi, nên đóng chỗ viết cao và nghiêng hơn chỗ ngồi một chút, để khi viết ấy, Ký đỡ phải cúi thầy ạ. Tôi không ngờ Nghiệp lại nghĩ ra cách cải tiến chiếc bàn của tôi như vậy. Chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Được thôi, tưởng gì chứ, có thế thì đơn giản quá. Ký về vẽ mẫu đi em nhé, thầy sẽ đưa tổ mộc đóng cho. Chỉ độ thứ 2 tuần sau là em có bàn mới thôi. Thầy đứng dậy, cúi đo thử chiếc bàn của tôi. Đo xong, thầy ngẩng lên cười, bảo, Ký ngồi viết chiếc bàn này chắc chật chội lắm em nhỉ. Bề ngang không đầy 2,5 gang, bề dài cũng chỉ hơn 3 gang. Cái bàn mới nên vẽ mẫu rộng hơn nhiều nữa em ạ. À, mà nên có chỗ dựa nữa cho thoải mái, còn gỗ thì nhà trường khắc lo liệu, em cứ yên tâm. Thôi, trước mắt là ngay chiều mai em vẽ xong mẫu rồi đưa cho thầy. Nghiệp đưa tay cài lại chiếc cúc áo cho tôi và dặn, được, Ký cứ về vẽ phóng đi, rồi mình vẽ lại cẩn thận cho. Sáng thứ 2, tôi vừa đến lớp, đã thấy các bạn xung quanh bên cái bàn mới của tôi. Mấy bạn đang tranh nhau ngồi đặt chân lên viết thử. Thấy tôi vào, các bạn liền chạy ô lại, tíu tít. Đây, bàn mới của ông bạn đây, viết thử xem có vừa không nào. Chúng nó cứ cãi với tớ là khó viết hơn cái bàn cũ. Một bạn nhắc nhở nói, ra dáng hăm hở lắm. Ý, thử dựa lưng vào chỗ tựa này, xem có thoải mái không? Một bạn đứng phía sau, đỡ lưng tôi, ngả vào chỗ tựa, nói liên thoáng. Chà chà, tuyệt lắm ông bạn, ông bạn ạ. À. Thôi thôi, mày hãy bỏ thử chiếc túi rết xuống tầng dưới, xem có tiện không? Một bạn cúi xuống, chỉ chiếc sàn dưới gầm bàn, lát bằng những thang gỗ nhỏ, sốt sáng bảo tôi, này, còn chỗ kê thế này, đã tiện chưa? Không để, chúng tao kê lại cho. Khác với vẻ vồn vã nhiệt tình như các bạn khác, Nghiệp lặng lẽ, giang tay, nhấc bổng cả cái bàn của tôi, đặt lên phía trên. Thế còn cập kênh, mấy bạn đứng quanh, liền xuống đến, kê lại. Xong xuôi, tôi lấy vở ra, đặt lên bàn, viết thở. Thế tôi viết có vẻ dễ dàng hơn trước, các bạn mừng lắm. Các bạn cứ suýt xoa đắc ý. Đấy, rõ ràng chữ Ký viết ở trên bàn mới tốt hơn nhiều. Quả thật, có bàn mới, việc viết lách của tôi đỡ vất vả. Tôi không phải cúi nhiều như trước nữa. Chỗ đặt chân viết bây giờ cao hơn chỗ ngồi một bậc. Khoảng cách giữa vở và mắt được thu ngắn. Khi viết, tôi nhìn rõ hơn. Lúc mỏi lưng, lại có chỗ dựa, thoải mái lắm. Phần thứ 31, đừng để phút nào của tuổi trẻ trôi đi hoài phí. Ngồi bên cạnh chỗ tôi, ngoài Nghiệp còn có Bích, bí thư chi đoàn kiêm lớp trưởng lớp 8C. Bích có dáng người thấp, béo, khuôn mặt bầu bầu và đôi mắt dài hơi nhỏ. Thoạt nom, ai cũng tưởng Bích chậm chạp, ít nói. Thực ra, Bích lại là người rất sôi nổi, nhiệt tình. Nói chuyện với ai, Bích cũng mỉm cười. Hai cái má lúm đồng tiền, trông duyên lắm. Hồi học lớp 5, ở trường cấp 2 Hải Hà, tôi đã học một lớp với Bích.
hai năm trời xa bẵng, tình cờ nay lại được gặp nhau, ngồi tâm sự. Bích thường vỗ vai tôi nói, giá biết vậy, hồi ấy mình cũng xin về trường cấp 2 Hải Phương học với Ký thì hay biết mấy. Bích ở xã Hải Quang, cùng quê với Liễu, nơi có những đầm sen rộng hàng chục mẫu mà tôi đã kể ở trên. Hè về, hương sen dâng lên ngào ngạt khắp xóm làng. Hàng ngày đi học về, Bích phải đi bộ theo con đường mòn qua xóm tôi. Hai chúng tôi vì thế đã trở thành đôi bạn đường, thân thiết. Ngày nào đến lớp, Bích cũng vào tận nhà gọi tôi cùng đi. Bích sửa lại hộ tôi chiếc cổ áo, quàng lại cho tôi chiếc khăn đỏ. Chiếc khăn này chắc Ký quàng lâu lắm rồi nhỉ? Bích nhẹ giọng hỏi tôi. Ừ, gần 5 năm rồi đấy. Thế Ký đã nghĩ đến ngày sẽ thay nó bằng chiếc huy hiệu đoàn chưa? Tôi biết ngay là Bích có ý nói đến việc vào đoàn của tôi. Tôi nhìn Bích, đáp nhỏ, nhất định có chứ. Mình sắp hết tuổi đội rồi còn gì. Mình cũng mong Ký suy nghĩ và cố gắng. Đến khi ra đội sẽ được vào đoàn ngay. Mình cũng như cả chi đoàn đều rất mong và tin ở cậu. Thầy Trừ trong ban phụ trách đội thiếu niên tiền phong của trường một lần đến chơi nhà tôi cũng cặn kẽ khuyên, Ký nên cố gắng phấn đấu em ạ, được các thầy và các bạn chú ý chăm sóc, em càng phải cố gắng hơn nữa, tuổi đội của em sắp hết, em phải phấn đấu trở thành một đoàn viên ngay sau khi ra đội. Trước mắt em phải khiêm tốn, học hỏi bạn bè, giữ vững danh hiệu một học sinh tiên tiến. Nghe thầy Trừ nói, tôi bỗng nhớ ngay đến chiếc huy hiệu đoàn mà thầy Châu tặng. Từ suy nghĩ về mình, tôi cảm thấy ân hận. Quả thật, gần 2 tháng qua, từ khi bước vào lớp 8, tôi học có phần sút hơn trước. Tôi bị 1.3 về toán. Tôi đã chủ quan, tôi có phần tự phụ trong học tập rồi. Lời khuyên của thầy Trừ có ý nhắc nhở tôi điều này. Đúng rồi, tôi phải kịp thời sửa chữa ngay. Hãy phấn đấu, hãy đừng để cho một phút nào của tuổi trẻ trôi đi hoài phí. Sau khi suy nghĩ, tôi thầm nói với mình như vậy. Tôi bắt đầu đề ra cho mình cách học mới. Một hôm có giờ giảng văn, tôi say sưa nghe thầy giảng. Đến một ý quan trọng, tôi cúi xuống định cầm bút ghi vào vở. Nhưng lạ thay, tôi không thấy quyển vở của mình đâu nữa. Tưởng gió cuốn xuống đất, tôi cúi xuống nhìn khắp các gầm bàn, vẫn không thấy. Tôi đoán chắc là mấy ông bạn mình giấu đây. Tôi quay hỏi mấy bạn ngồi gần đấy, nhưng vẫn chẳng ai nhận cả. Tôi đành ngồi lặng, nghe thầy giảng tiếp. Hết giờ, cả lớp đứng dậy chào thầy. Thầy bước ra khỏi cửa. Tôi quay nhìn lại cái bàn của mình. Thật kỳ lạ, quyển vở của tôi bỗng hiện ra ngay ngắn trên đó. Tôi vội mở ra xem và bỗng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy trên trang vừa ghi dở bài học, ai đó đã ghi tiếp trọn cả bài hộ tôi rồi. Tất cả có tới hơn 3 trang, chứ không ít. Ông bạn nào buồn cười thế này, lấy vở ghi hộ bài người ta mà chả nói gì. Ghi lại dài như bẻ muống thế này, học làm sao mà vào được. Tôi cười và quay sang hỏi mấy bạn chung quanh. Nhưng các bạn cũng chỉ nhìn tôi, cười, chẳng ai nói gì cả. Chăm chú nhìn lại nét chữ, lần này tôi nhận ra chữ của Nghiệp. Nghiệp, đúng mày là thủ phạm rồi. Thế mà cứ im thin thít, tao chẳng thích chơi thế đâu. Ừ, tao viết đây, có thế mà nhận mãi mới ra. Thế, tao không ghi được bài hay sao mà mày phải làm thế? Vẫn biết mày ghi được, nhưng hôm nay trời lạnh quá, bọn tao ngồi viết mà cũng thấy cứng tay nữa là mày. Thấy mày mãi mới viết được mấy chữ, tao biết ngay là mày bị cóng chân, không ghi được, nên tao làm thế. Không phải thế đâu Nghiệp ạ, không phải vì lạnh quá mà mình không ghi được bài đâu. Đây là cách ghi bài nằm trong phương pháp học tập mới của mình đấy. Sao lại có phương pháp học tập mới đấy ạ? Cho mình biết với nào. Không giấu giếm gì, tôi thành thật kể cho Nghiệp nghe tất cả. Tôi chủ trương ghi ít, nghe là chính. Trong giờ học, bao giờ tôi cũng đặt sách giáo khoa trước mặt. Khi thầy nhấn mạnh ý nào, tôi dùng bút chì màu gạch dưới ngay ý ấy ở trong sách.
Tôi chỉ ghi tóm tắt những ý chính vào vở. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng, nghe đến đâu là hiểu đến đấy. Vì bài vở bây giờ đã nhiều hơn gấp bội so với những năm cấp 2, mỗi buổi không còn học 4 tiết mà đã học 5 tiết. Khi giảng, các thầy lại nói nhanh, mỗi lần ghi xong bài, ngẩng lên là thấy lưng mỏi nhừ, có khi ghi không kịp, phải bỏ trắng giữa bài. Cách ghi bài mới này đã giúp tôi khắc phục được phần nào những khó khăn ấy. Tôi tiếp tục kể cho Nghiệp nghe cách học ở nhà. Buổi tối đi học về, ăn cơm xong là tôi bắt đầu ngồi học. Để tập trung tư tưởng và học đều các môn, tôi quy định thời gian học cụ thể cho từng môn một. Môn nào dễ thì ít giờ, môn nào khó sẽ nhiều giờ hơn. Ví dụ, hôm nay có 5 môn toán, lý, ngoại ngữ, sinh vật, hóa. Môn toán có nhiều chỗ chưa hiểu và phải làm nốt bài tập nữa thì tôi quy định học từ 7 giờ đến 8 giờ. Môn lý đơn giản hơn, chỉ cần học thuộc định luật và mô tả vài thí nghiệm, dành cho nó nửa tiếng, từ 8 giờ đến 8 rưỡi. Còn môn ngoại ngữ, chà, cái môn này mới gay đây. Tôi cho nó 40 phút từ 8 rưỡi đến 9 giờ 10 vậy. Thế là chỉ còn 50 phút nữa đã hết giờ học quy định rồi. Môn sinh vật lại vẽ hình nữa, có lẽ để phần cho nó 35 phút. Ồ, thế thì môn hóa chỉ có 15 phút thôi ư? Không được, thôi cho sinh vật 30 phút từ 9 giờ 10 đến 10 giờ kém 20. Còn môn hóa từ 10 giờ kém 20 đến 10 giờ vậy. Chia xong giờ học cụ thể cho từng môn, tôi liền ghi ra giấy đặt trước bàn học bên cạnh chiếc đồng hồ. Khi kim đồng hồ chỉ hết giờ học môn nào là tôi chuyển ngay sang học môn khác. Do vậy, khi học bài, tôi phải tập trung tư tưởng, tìm mọi cách học bằng thuộc trong số giờ đã định sẵn. Nghe tôi nói xong, Nghiệp gật đầu. Ừ, tốt đấy, cách học này không những hợp với cậu mà còn hợp với bọn mình nữa. Nếu cậu cứ duy trì được mãi, mình tin cậu sẽ đạt kết quả tốt. Phần thứ 32, những tấm lòng bốn phương. Học kỳ 1 đã hết, niềm vui cũng đến với tôi. Đúng như lời Nghiệp nói, tôi vẫn giữ vững là học sinh tiên tiến của trường. Nhưng vui hơn, phấn khởi hơn nữa là đến ngày 5 tháng 4 năm 1964, tôi đã được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam cùng với Nghiệp. Giây phút thiêng liêng đứng trước cờ đoàn hôm ấy, sao tôi thấy phấn chấn rạo rực quá. Tim tôi đập nhanh hơn và người tôi như lớn hơn lên một chút. Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng xúc động quá. Tôi chỉ đọc được một bài thơ mà hôm trước tôi đã thức suốt đêm để viết. Bài thơ mang tên Tôi vào đoàn. Còn gì vui hơn khi một con chim nhỏ đã đến ngày đủ cánh, đủ lông, được tung bay giữa trời xanh xứ sở, cất tiếng trong lành, ca ngợi quê hương. Còn gì vui hơn một đứa trẻ như tôi, hỏng tay rồi như cá nhỏ mất đuôi, có đảng, bác, có tự do độc lập, tôi được đến trường và lớn thêm mỗi lớp. Ngày tiếp ngày ấm áp yêu thương, bao thầy cô và các bạn muôn phương đã chỉ cho tôi con đường đi đúng đắn, biết sống vì ai, biết đi tìm ánh sáng. Ôi chiếc huy hiệu đoàn giữa ngực tôi lấp lánh, từ hôm nay sẽ là đôi cánh thẳng chân trời, tôi sung sướng bay đi. Có đảng chỉ đường, tôi chẳng sợ gian nguy. Có đảng chỉ đường, tôi chẳng sợ gian nguy. Ít ngày sau, trên báo Đội có bài viết về việc tôi được vinh dự vào đoàn. Bài báo cũng viết về thành tích tôi đoạt giải 5 kỳ thi toán lớp 7 toàn miền Bắc và lần thứ 2 được Bác Hồ thưởng huy hiệu. Mấy hình tôi vẽ về các loại động vật trong vở sinh vật cũng được đưa lên mặt báo. Sau đó ít ngày, tôi tới tiếp nhận rất nhiều thư từ các nơi gửi đến. Có lá thư từ Vĩnh Linh, Giới Tuyến,
có lá thư từ miền núi rừng Tây Bắc trùng điệp, lại có lá ở ngay trong huyện. Trước đây, hồi lớp 6, lớp 7, tôi cũng đã nhận được nhiều thư như vậy. Nhiều lá thư có gửi kèm theo cả ảnh và quà tặng. Một cô giáo ở Liên Xô đã gửi cho tôi một bức thư, một chiếc áo popolin có cài huy hiệu tên lửa và huy hiệu Lenin. Anh Nguyễn Hữu Trình, một giáo viên cấp 3 ở Quảng Ninh, cũng gửi tặng tôi một đôi ủng có kèm theo một bức thư ngắn viết rất tình cảm. Em Ngọc Ký thân yêu của anh. Từ ngày còn ngồi trên ghế đại học, anh đã đọc báo, đã biết tên em và những việc làm của em. Đến nay, xem báo đổi, anh lại thấy tên em. Anh rất mừng và mến phục em. Em đã trở thành một đoàn viên, một đồng chí của anh. Lẽ ra, anh phải gọi em bằng đồng chí. Nhưng anh thấy như thế không hay, nên anh cứ gọi Ký bằng em. Em đồng ý không? Ngọc Ký ạ, khi mới biết em, anh đã định tặng em một vật gì đó làm kỷ niệm. Nhưng hồi ấy anh đang học nên chưa có điều kiện. Đến nay anh đã ra công tác, anh biết em phải đi học đường xa, gặp trời mưa chắc vất vả lắm. Anh tặng em một đôi ủng với tất cả tấm lòng chân thành của anh. Em vui lòng nhận lấy, đừng phiền hà nghĩ ngợi gì em nhé. Ổng anh mua hơi rộng, em đi có vừa không? Viết thư cho anh biết nhé. Chúc em khỏe, phấn đấu học giỏi hơn nữa. Cho anh gửi lời thăm bố, mẹ, các anh chị, các bạn và các thầy cô giáo của em. Anh của em, Nguyễn Hữu Trình. Cũng trong thời gian này, tôi được gặp bác Lê Đức Thọ. Khi bác về thăm huyện tôi, bác ân cần hỏi tôi những chuyện học tập, tu dưỡng và gia đình. Biết tin tôi vừa được kết nạp vào đoàn, bác vui lắm. Bác cho tôi một cuốn sách Vấn đề rèn luyện và phấn đấu vào đảng của thanh niên do bác viết. Bác mỉm cười xoa đầu tôi và bảo, cháu như thế là tốt, nhưng cháu cần phải khiêm tốn, học hỏi mọi người. Phải cố gắng phấn đấu nhiều nữa. Cháu hãy đọc kỹ cuốn sách này. Hãy suy nghĩ và phấn đấu trở thành một đảng viên. Về nhà dở tập sách ra xem, tôi thấy trang đầu bác có viết dòng chữ chúc cháu phấn đấu mau chóng trở thành một đảng viên cộng sản trẻ tuổi. Bác còn cho tôi cả một tập ảnh dày cộp. Sau cùng bác bỏ vào túi tôi một số tiền và nói, đây, bác cho cháu để cháu mua giấy bút học tập. Tôi còn được chụp ảnh chung với bác. Trong ảnh, tôi đứng sát bên bác. Phần thứ 33. Cuốn sách làm thay đổi ước mơ. Một món quà tôi ấn tượng nhất trong dịp này là cuốn sách Thép đã tôi thế đấy, cùng bức bưu ảnh có hình Pavel đang ngồi đọc sách do ông phó tiến sĩ văn học Nga Cecil gửi tặng. Các thầy dạy toán cấp 3 Hải Hậu ngày hôm đó luôn động viên tôi tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi toán để có tương lai. Các thầy dạy văn, đặc biệt là thầy Vũ Đức Trử, thầy nhận tôi là em kết nghĩa ngày thầy còn là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, lại khuyên tôi nên phấn đấu từng bước chuyển sang học tốt văn. Một sáng chủ nhật, thầy đến thăm gia đình tôi. Tôi vắng nhà vì đi chơi với bạn. Thầy mang theo cuốn Người nhạc sĩ mù để tôi mượn đọc với lời nhắn gửi. Em chịu khó đọc và ghi cảm xúc vào nhật ký. Cứ suy nghĩ kỹ đi. Thầy cảm thấy hình như những ai có khiếm khuyết về cơ thể, về hoàn cảnh, họ đều chọn con đường nghệ thuật để thực hiện ước mơ. Nếu 1, 3, 4 tự truyện Nguyễn Ngọc Ký, em đi theo hướng này trong hoàn cảnh của mình như vậy, thầy nghĩ sẽ có nhiều cơ hội dễ cho em thành công hơn. Một thầy dạy toán lại gặp tôi với lời khuyên chân tình, em đi theo hướng văn cũng tốt,
Xong em nên hiểu, cánh cửa tương lai chỉ mở với những ai có sở trường, tương thích với nó. Rõ ràng với Ký, sở trường môn toán là rất rõ. Kết quả em đạt được vừa qua ở cấp 2 càng chứng tỏ điều đó. Hơn nữa, giữa tư duy toán và văn lại hoàn toàn ngược nhau. Nếu toán là logic thì văn là hình tượng. Vì vậy, chuyển học giỏi từ toán sang văn không đơn giản đâu. Thầy sợ sẽ hỏng cả chì lẫn chài. Có lẽ Ký vẫn nên tập trung phát huy sở trường toán học của mình, sẽ thuận lợi cho em rất nhiều. Trong lúc đang phân vân giữa đôi dòng suy nghĩ chăn trở, chưa biết chọn hướng nào, thì cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy đã đánh thức trong tôi một ước mơ mới. Đã có lần tôi được thầy Hồ Quang Diệu kể về cuốn sách ấn tượng này ngày tôi học văn với thầy ở lớp 7, nhưng không tìm đâu ra sách để đọc. Như người bộ hành giữa sa mạc đột ngột gặp hồ nước trong, tôi sung sướng đón nhận món quà vô giá của ông Cecil như đón nhận một báu vật trong mơ. Tôi miệt mài đọc nó trong tâm trạng háo hức, mê say. Càng đọc, tôi càng bị hút hồn bởi nhân vật Pavel Korsagin, hiện thân của tác giả Nikolai Starovsky, người đã mù hai mắt, liệt hai chân, cuộc đời tưởng mãi bị vây chặt trong vòng đai thép của số phận, vẫn say sưa phấn đấu đọc và viết. Cuối cùng, bằng nghị lực phi thường, ông đã phá tung cái vòng đai thép quái ác ấy và trở thành nhà văn Xô Viết nổi tiếng. Tự nhiên, trong tôi bừng sáng một quyết định mới, mình sẽ học tốt văn, biết đâu cũng trở thành nhà văn như Nikolai. Nhiều đoạn trong cuốn sách Thép đã tôi thế ấy, tôi đọc đi đọc lại, chép vào sổ rồi học thuộc lòng. Không ít lần vì một lý tôi đi học 135, một lý do nào đó tôi bị rơi vào tâm trạng chơi vơi. Không ít lần vì một lý do nào đó tôi bị rơi vào tâm trạng chơi vơi, định buông xuôi tất cả. Những lúc ấy trong tôi lại ngân vang dòng suy nghĩ của Pavel: cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho ra sống, để khi nhắm mắt xuôi tay không có gì phải xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Nếu như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới, như là được tiếp thêm nguồn sinh lực mới qua cái câu nói ấy, thế là tôi lại quyết chí vượt qua những phút giây yếu mềm để tiếp tục phấn đấu với lòng tự tin, không thể để cho đời mình một phút trôi đi hoài phí. Vừa học tốt, tôi vừa tranh thủ ghi nhật ký, tập viết những bài thơ đầu tiên. Một trưa trên đường đi học về, bắt gặp hình ảnh một cô thôn nữ gánh lúa đang nhún nhảy đi qua một chiếc cầu tre chênh vênh, soi bóng xuống dòng sông quê. Tôi cảm xúc ngẫu hứng luôn bài thơ: trên cầu ai gánh lúa vàng, đều đều chân bước nhịp nhàng qua sông. Dưới cầu gương nước xanh trong, cũng ai gánh lúa mênh mông giữa trời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang nghe Thanh Tùng diễn đọc, đọc tác phẩm tuyệt vời của thầy giáo, nhà giáo ưu tú, nhà văn, người hai lần được Bác Hồ tặng huy hiệu. Và đây là người đặc biệt vì liệt đôi tay nhưng vẫn viết được bằng chân và trở thành một con người, một tấm gương của hàng triệu con người. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, câu chuyện Tôi Đi Học. Vui lòng bấm like, share và đăng ký kênh Thanh Tùng diễn đọc để những điều tuyệt vời như vậy tiếp tục được tỏa lan rộng rãi.